Công đi Đức rồi. Công nó đi qua Đức rồi nó bỏ luôn. Đây, bên đây. Góc này nè. Góc chỗ này là thằng Chí Anh với thằng Khôi mà quýnh lộn nè. Vỉa hè mà. Vỉa hè đâu đấy không? Ủa? Hồi hồi đó là Chí Anh với Khôi ngay chỗ này nè, ngồi bàn này nè, rồi hai thằng xốp nhau nè. Đâu đâu, ai vô ngồi đi, ai ngồi đâu vô ngồi đi. Tôi ngồi đây nè, hồi đó tôi ngồi đây nè. Cái bỏ sắt và sẽ bằng gỗ.